Rồi xuống nào hả nha, và cùng một cái video thú mây bị gặp phá chú nha. Ok, hả nha, được chứ nè, và cùng một cái video thú mây bị gặp phá chú nha. Hãy bài kênh yêu sân khâm nào hả nha, sọc tục thỏa mà đã bà chẳng. Xem rạp kênh dân đại tập tài châu thú mây, nè con cả tạm đăng video mới nè. Channel mình cứ chia channel đại dương dạy ông bị can boxing cái đồ chơi review từ lời Kamen Rider chỉ bị xem Gunpla hay là cái đồ chơi Super Sentai hay là miền hobby chơi tranh thiết tam tại Ice Furban. Ok, được chưa? Xem rạp như này từ châu mới complete chui like hay cái đồ chơi subscribe phong là mấy từ bàn ở video thứ mấy và tham tiếp nơi con channel Gunpla chủ nhật phong này bạn. Ok, chẳng là sản phẩm này thì sọc tục thầm ra bạn chẳng là chỉ cao làm lực phong complete thay để xa sau các phép chỉ bị xét liên đai cho mọi người xa bu tự là có đồ chơi bẻ mà hai bàn tiên tốt chỉ bị xét bà xanh chỉ mình chăm bạch tế xong cùng tư cả lại để mình nụ chất ra ơn rưu môi có cả lại để bật chất đầm bây ca phía luôn bị ca chlo này vì thông mây cứ vì rưu Covid đập bồn bà chẳng đầy xa ta mà dễ này khơi thà miền ca rì rì đa chất ra ơn tự lờ vì rưu bầm lại thông mây ok chẳng sẵn khâm là này take care. Thế thay ra sọc phía phong hay bà sân chìa ọt tên nà tế cũng play châu mơ nè kênh chân nè gần vlog chủ nhiệm. Chẳng đầm bây cũng mọi khá phía dưới nè khá phía chị bàn khơi hai nơi video đài nhóm bàn phô cơ lòng máu nơi kênh mẹn cơ lòng máu tâm bảo mạng ngay mốn nè nơi kênh chân nè bao nhiêu tốt cứ thưa cả review khá khá chạy tôn cho mỗi nàng K-Touch 21 ok mỗi nì ai ok K-Touch 21 rồi bỏ K-Touch 21 rồi bỏ Kamen Rider Decade ok bà chẳng nè cái bài bàn khơi nhá từ lời detail mà chuẩn luôn từ lời lựa chọn sound effect từ lời thật ta là cái nông nam miền này cái class hay chia sẻ vấn đề để sang nhóm anh miền Neo Decade để chẳng nhóm miền ta khai thác chẳng nhóm thưa cả review ta khai thác nhá cái bàn khơi nhá cái nông video môn sản phẩm khai thác mới này anh ấy tập tới cứ chỉ khai thác 21 bàn này này thuộc bàn đơn hay hay vì cứ chỉ final form là bộ Kamen Rider Decade này cái nông series riêng ZO chủ mô nên Kamen Rider Decade ok hai xe mẹp K-Touch này đấy cứ cái release P version cứ tìm mối K-Touch nâng thật tế hay nâng tìm P cứ K-Touch 21 chủ mô nâng Neo Decade Driver ok chẳng là 2-in-1 và ta này nhóm mình tầm mối nâng tế chẳng xe mẹp ngày này đấy vậy để nhóm chăng vài nào nế tầm bất tư miền hào ấy nâng nâng video bao nhóm môn chẳng ngạc thì ai mơ từ lỡ khát khẳng lỡ của bạn và đôi chìa description khẳng khổm của bạn đấy chẳng đơn thảm miền này kế khả nào ok và ta sẽ nghe video ngày này đấy nhưng còn là bà 2 vì chẳng nói mà chẳng nuốn đây này nè cua ta đấng môn nắng phư cá tính từ lỡ kế thách 21 mới này ok bà chẳng thật ta miền này kế khát tỏa chẳng dễ tầm mơ tầng ọc này ok nè hôm nay chúng ta sẽ mẹ K-Touch 21 này ở đây là cua tại đăng môn ok cũng hỏi ta mẹ rõ mùi khó đặc biệt tình màu chẳng nhóm đăng thay nào hôm nay bạn đăng được có mình bạn đăng ấy chẳng sẽ mẹ cái này dương đại thông mây món từ lưu K-Touch 21 này ai mơ video đi bán và ta sẽ mẹ cái này dương là đàn bạn đăng hỏi tại tôi cho mùi này K-Touch 21 ai mơ video xem của bạn này được nông trên này gặp vào chủ nhiệm ok đăng này chẳng sẽ mẹ chẳng nói tim mũi đại nào này cua đấng một lần tinh K-Touch 21 chẳng bạn này thuộc bàn mờ artwork lừa bắp rồi bỏ K-Touch ok nơi con Google cái đây nơi con internet cái đấy nè nên bà hai chị bạn khơi nơi con nắng miền ru mới nịp ok bạn nhầm đại chất tích ok chẳng nơi con ru mới nịp chia sẻ mở sợi cho bạn anh ấy khang khang một nick cứ chỉ rub cat rồi bỏ Kamen Rider bị Kuga rồi hồi từ đó zero one ok maintainer vậy nè như thật đáng cứ cùng vô cho lò mà sao để xa tái hai việc này dân khác ban khơi bỏ ấp nâng cơ thể tinh khê thay 21 nâng ban cat đôi nực nòng áp vừa bỏ ấp mình thì bàn tay chạy đang tới cứ ọt miên nục tề thế chẳng cùng mọi miền ca vô cho làm mà sao nó chẳng ai đèn này từ tôi ban được không K-Touch 21 này cứ miền pram cat ok cứ miền tìm mối grand zero zero one hay năng zero two hay năng cat pi tập hết cứ cat K-Touch version một hay năng K-Touch 21 version cao ok cứ miền tập pram năng thế xem em anh ấy nhưng cái thay còn là chỉ cả design thế xem em ở miền cả tiện tiền để lừa vào ập chẳng bà sơn này thì ở đại bản đằng sau bị K-Touch hay mưa từ lừa ập vừa hay vô thay tình K-Touch 21 bàn ca tầng ở nâng cư vô khỏi ok chẳng ảnh nâng cư chia chân nói tập 4 đại nhóm trong phèo là thế thế cùng vô chân lò mà sao chủ mùi nâng advert này còn kia đạp chào điện tiền ok
bà chẳng từ mười chừng nói mười cái này nè, xem rap chừng nói mười tiếng nào nè, cô đã đắng chẳng vì bẹp phôn chừng mười năm chừng nói từ bao đời nhóm bà review đôi khi nè, cứ cắt vía cứ miên màu pram ok, cứ tìm mối cứ miên ok nhóm đỏ màu cho mình ít mồn, chẳng anh ấy cứ 01, anh ấy cứ 02, Grand Zero, hai nắng, cắt pi bập hết nè, ok, bà chẳng vì chỉ được mỗi đài khi nhưng mà chẩn đoán ad vô chẩn lắm, rùm đèn nhóm đấy, chẳng nhóm hiện vô chẩn lắm bà. Chẳng riêng tim mũi để nhóm trong hai của mọi miền ca vô chẩn lắm, cứ tẹt tôi cho một đường cát mới nhỉ, ok? Chẳng xem đẹp. Cát rồi bọc Kamen Rider Extra để cái bật thay được nó khi Type 21 nữa. Chia sai bà sân thì nhóm dễ khó, ok? Bà sân nhạc này đang bỏ mình bật thay mà ai. Hẹp nhóm bật thay bán. Đối với đây nhóm thọ ban mơ ca review pi youtuber bọc dương khi nhóm xem xe nơi khẳng ra bật tế quạt ban review từ lỡ can mà nít đặt tên lỡ Neo Decay để quạt miền sạp mà này thà ca pi Neo Decay tranh tập 4 nơi khi nông cho nón dì ố á nè chẳng pi để quạt đặt cát này cho cứ cát nó ở miền rít ấy tế còn là đặt cho tới còn là viên dạy thà Kamen Rider cứ đặt xịt bật tay ở vậy để nhóm vô thà viên là ai work từ lỡ ca tầng ở nắng we are virtual mùi nâng Neo Decade version trên crowd để nhóm bàn dạy bị kháng đám á thà thà cái miền release version pi cứ K-Tide 21 chú mùi nâng Neo Decade chẳng phải chỉ là Neo Decade trên khối nâng ai rít chú mùi nâng ca tụa nâng bà chẳng chẳng đáng nhóm tại hỏi mình miền Neo Decade ấy bà ta nhóm miền Neo DN khó là thà tập bất tới pi nâng cứ việc function lối kìa chẳng nhóm ai tại hỏi nè khơi bàn thà we rít chẳng mạnh ok ta chẳng nhóm vô Neo Neo DN bao nhiêu mà plan chẳng tiện ok nào hôm nay được chưa nè này cứ Neo DN bao nhóm ok chẳng nhóm bạc sẵn khơi nhé được chưa nè à lỡ dân xa cho mỗi năng extra card đã từ tù bàn PK Type 21 chẳng nhóm xa ở Grand Zio sẵn Grand Zio Final Kamen Rider vì admin dạy chúng mua Grand Zio thế vì còn là dạy là Final Kamen Rider tập ban nào chẳng như tụi mơ 01 hay năng 02 okay. 01 chẳng xâm rạp bây ca nóng xả rộp màu quánh vậy nè, thật là đáng cứ we at work chỉ mùi nàng Neo Decade cả đồ chứ Neo Decade nè miền xả rạp thì chẳng bà hai chỉ miền chứ bà hai chỉ we work chỉ mùi nàng Neo Decade để release trên version khổ chỉ mùi nàng kết thai chẳng bà sân chỉ we work rồi có at work chú ý comment phép nhóm kháng khổ phong bì bối nhóm ạ miền Neo Decade tại nè thì khởi ok, so nàng này cứ miền tập bản năng chẳng dừng tầm mưu chẳng nói mưu tiết đẹp nè cô thật đăng cho mỗi năng K-Type 21 ok nào hôm nay được chứ nè cho mỗi tiết đã bẹp bọn cho mỗi năng K-Type 21 cứ tầm lơ cát mới nè đại miền đại cát sang nhạc đã cho thức nông K-Type chẳng và hai chị miền khi dương khá còn ạc vô đội nhóm chẳng bà sân chị ạc vô đội nhóm tới và hai chị mình đại nhóm này ai vô khó chẳng cao vì nhóm ạc toàn bàn tinh K-Type 21 nhóm còn là khơi kê review nhóm vô khơi nha cát ní chụp mơ ok cát version pi mùi nè cứ vì ai đặt trâu cho mùi năng K-Type bao nhiêu thò mà đà và tại tạm bật tới nhóm vô khỏi cứ cát mùi ní đã ập thờ cho mùi năng K-Type version chá thì chẳng đáng nhóm vì sao đẹp thì khởi ní cứ chỉ K-Type version chá đà nè thì phải chỉ là biến là ớt chẳng đôi nhóm bật chá phía ngang đám chẳng cát bò decay tâm release form tờ bồn bò kê final form tờ bồn để dưỡng mưa cả chẳng nón ឆ្នាំ2009 2010ហ្នឹងគឺវាដាក់ត្រូវជាមួយនឹងអានេះទេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ជឿខ្ញុំបើកឲ្យមើលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបងស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំយកកាត version ក្រោយនេះដាក់ចូលទៅក្នុងអូខេវាចាញ់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែជម្រើពេលចុចអូខេស៊ីអត់មានហៅឈ្មោះអីទេOK. Bật tay.
chấm mơ bây để nhóm prakat bọc vía vậy chẳng hạn đi nhóm prakat bọc vía bản thân đi chia sẻ mình cả đầu original này đi nhóm tinh màu cat copy thế bản thân vì miền cần lư đã sản phẩm thử chẳng đầu bây nhóm prakat bọc vía vẫn chấm mơ miền icon này thế lư sản phẩm được bạn chẳng dừng cho mơ bà chẳng khóc nha là viên cạp chạc tụi bây dương vô cạp thamay mà đã cho nóng kê thái chạc có viên vợ này chẳng đang hẹt ai ớt kê chẳng nhóm tạp bì mù là hẹt đại viên đã trời khá nè nên được chứ nè mù là hẹt đại cũng ai miếng ca vô cho lắm chẳng là mù là hẹt đại phở ai cạp tụi bò kê thái chạc phân thì vô đặt ác bà cho môi nâng kê thái chạc bán đời xa ta chồng nói xâm khán cứ nực thoảng lừa cạp đi anh chắc bạn này hay nghe thọp miền cạp bọc version chắc cứ đắng này cạp bọc khe thạch version chắc cứ miền cạp đắng miền cạn lẹt chống nó trong này thở ấy nàng này miền chống cạch và phần nắng mặt lọt nắng cứ đặt chỗ từ non cạp nàng tới cứ bị ai rip chân chia sẻ lại bạn thế chắc ngày này cứ chơi version chắc phần tay ở đây đại khóc nha cho mồi nàng cạp version thứ mấy vì ở miền ở trong này tề thế chắc sừng không nhà này mới khơi bảo sân chỉ mượt khơi chia sẻ không ở miền lại hào trong này thế phần tay vì miền hào nơi lười các bạn này mình sẽ là miền nơi cả lại trong đi tế bằng tay miền nơi lưới có ba hạt bọc cạp mình để sai bà ta nhôm dối thì phù ấy khi thay 21 vì ai nhari ban p version cứ card version chắc hay năng card version thay được chứ nè mẹ function nhôm cái thay nè plus band đáy cứ cột config clack clack ok cột reconfig để lưới function bờ khi thay nhân cứ cột đặt p function cứ function cả lẽ hàng lưới này cứ chỉ function bờ khi thay final form របស់ hexe ចំនួនទី1អញ្ចឹងសម្រាប់ការរបស់ final form របស់ hexe ចំនួនទី2គឺដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺកលក្ខនៅខាងក្រោមនេះវិញអូខេអញ្ចឹងឃើញខុសគ្នា hopefully you guys see សំទោសផងដែរបលឿនគ្រប់អញ្ចឹងលក្ខណៈខុសគ្នាគឺប៉ុណ្្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគ្នាយើងគិតថាអូខ្ញុំចង់ប្រើ2អាចកាត់បានមិនមែនកាត់អត់បានទេអាចកាត់បានប៉ុន្តែដូចថាស្ដាយកាត់ទៅព្រោះអានេះវា original បើយើងកាត់ទៅវា looking so bad right អញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រើការ copy ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហើយអានេះទុកគ្រាន់ប្រើជាមួយ K-Touch 21ដាច់ទៅ Okay so ហ្នឹងឯងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកនាងថាតើអ្នកនាងត្រូវដឹងអីគេខ្លះរឿង K-Touch ធម្មតាជាមួយនឹង K-Touch 21ក៏ដូចជាចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់របស់ K-Touch 21ដែលអ្នកនាងគួរដឹងមុននឹងធ្វើការទិញអូខេអញ្ចឹងអ្នកនាងអាចទិញក៏បានមិនទិញក៏បានគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកនាងហើយវាមាន2 version ដែលអ្នកបានដឹងអញ្ចឹងហើយតម្លៃក៏វារៀងគួរសមដែរប៉ុន្តែគាត់ថាជា suggestion របស់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកនាងអត់ទាន់មាន Neo Decade ទេហើយគាត់ថាអូចង់ទិញ separate ចង់ទិញ Neo Decade ផ្សេងចង់ទិញ K-Touch ផ្សេងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់ recommend ពីពួកអីNeo Decade ដែល release version មុនឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជារៀងតម្លៃរៀងថ្លៃដែរអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនាងចង់ទិញខ្ញុំ recommend ថាគួរណាតែទិញversion ចុងក្រោយដែលវាមានមកជាមួយនឹង K-Touch ហើយនឹង Neo Decade ក្នុងប្រអប់តែមួយអញ្ចឹងតម្លៃវារៀងធូរថ្លៃជាងអ្នកនាងទិញ separate អានេះគ្រាន់តែជា idea របស់ខ្ញុំឯណាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនាងមានអីបន្ថែមអាច drop comment នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបានអូខេបាទអញ្ចឹងខ្លីៗមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែមានគ្នាយើងខ្លះចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញមុខឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយេខ្ញុំរៀងខាននិយាយយូរដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាជាប់តែរៀងតដិតតិចអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងហើយបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាការបកស្រាយធរណាអត់ច្បាស់ហើយនឹងប្រាប់ពាក្យសម្ដីធរណាមិនសមរម្យក៏សូមអធិស្ឋានពីអ្នកនាងផងហើយយេសម្រាប់គ្នាយើងដែលទៅតែចូលនៅមើលនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះ complete like subscribe channel Gunplow Junior ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី channel Gunplow Junior ហើយ complete សោះបើសិនជាចង់បាននៅ Gunplow Super Sentai ក៏ដូចជា Kamen Rider ហើយនិង figure ផ្សេងផ្សេងអ្នកនេះអាចធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជា order នៅក្នុង page Hobby Hunter បាទគឺមានលក់នៅផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាបានអញ្ចឹងម្ដងទៀតអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះហើយ complete ថែសារសុខភាពផងគោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល3ការពារ3កុំហើយបើសិនមិនចាំបាច់ទៅណាទេគឺនៅផ្ទះធ្វើការងារនៅផ្ទះធ្វើរបស់ញ៉ាំនៅផ្ទះ
thuốc cái ca nơi tế hai complete tam đa nơi video nơi trong channel gặp lo chủ nhiệm học ok bà chắc mình tập năng ok nè nếu hiện dạy chờ thì ấy đã bán tam đa nơi video mình đi hãy dân chúc ní nơi trong video cao cao tiền bạn đăng thà ASMR rồi mới có dạy phim nào nếu mà thay mình chẳng xong tam đa nơi ní nơi trong video cao cao tiền rồi bà channel gặp lo chủ nhiệm bà chắc xong mặc quân xong chủ nhiệm